Ở đây chúng ta có thể nói thêm vài câu. Trong hết thảy kinh điển, trong 49 năm, Phật thường nói, chẳng biết là đã nói bao nhiêu lần, mục đích đều là để nhắc nhở chúng ta. Năm xưa lúc Phật giảng kinh thuyết pháp, mỗi ngày đều có thính chúng mới đến. Phật rất từ bi. Trong nhà Phật chẳng xả một ai. Có một người mới lại, chưa nghe những khai thị quan trọng, thì Phật đều lặp lại thêm một lần nữa. Mê mất tự tánh, tâm tánh chẳng định, tình và ái sanh khởi từ đây, đều là tạm thời ngắn ngủi, rất dễ thay đổi, nhất định chẳng phải thiệt. Chúng ta phải học Phật. Tình và ái của Phật đều là chân thật, vĩnh viễn chẳng thay đổi. Giả lại tình và ái này đều thanh tịnh, mấy trần chẳng nhiễm và bình đẳng. Chẳng phải là đối với người này thì thương, đối với người kia thì ghét, là tận hư không trọn khắp pháp giới. Đối với Phật Bồ Tát kính ái, đối với địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng kính ái. Sự kính ái này đều bình đẳng. Chẳng phải đối với Phật Bồ Tát thì thêm một phần, đối với súc sanh thì kém một phần. Tuyệt chẳng có hiện tượng này. Tại sao? Đại ái của các ngài lưu lộ từ tự tánh, là đức năng vốn sẵn có trong chân tâm. Đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ có ghi thanh tịnh bình đẳng giác, lòng từ bi thương yêu rộng lớn của ngài tuyệt đối tương ứng với thanh tịnh bình đẳng giác. Nếu chẳng tương ứng với thanh tịnh bình đẳng giác, thì đó là tình thức vô định. Tại sao vậy? Tâm ý thức làm chủ. Phàm phu chúng ta dùng tâm ý thức, tâm ý thức chẳng định. Chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Cho nên, hết thảy lục đạo chúng sanh chẳng thể thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Nguyên nhân chủ yếu là ở chỗ này. Do đó, có thể biết đời này, chúng ta niệm Phật muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thường nói, phải nhìn thấu suốt, phải buông xuống. Đây là việc thứ nhất phải buông xuống. Phải buông xuống tình ý giả dối của thế gian. Buông xuống triệt để. Sau khi buông xuống thì nhấc lên. Nhấc lên vô duyên đại từ, đồng thể đại bi của Phật Bồ Tát. Buông xuống được, nhấc lên nổi. Phát khởi lòng thương rộng lớn của Phật Bồ Tát, bạn có thể xả mình vì người. Cái gì cũng có thể hy sinh, cái gì cũng có thể buông xả, để làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Đó chính là học theo Địa Tạng Bồ Tát. Xin xem tiếp kinh văn. Dĩ thị đẳng bối, vô đương ưu niệm. Thế Tôn đang ưu niệm chính là việc này. Thế Tôn chẳng lo việc khác. Thế Tôn lo nghĩ hết thảy tội khổ chúng sanh trong tận hư không trọn khắp pháp giới. Ngài chẳng vì một người nào đó.
Phía trước chúng ta thấy Maya phu nhân hình như có một chút tình chấp, đặc biệt lưu luyến Diêm Phù Đề chúng sanh. Lúc Địa Tạng Bồ Tát nói pháp cho bà thì tâm lượng ấy rộng lớn hơn nhiều, đều là làm cho khuôn mẫu cho chúng ta xem. Maya phu nhân làm đúng hay sai? Đúng. Đúng như thế nào? Chúng ta giúp đỡ chúng sanh thì bắt đầu từ chỗ gần nhất. Không thể nói chẳng lo chỗ gần, đi lo những chỗ ở xa. Chẳng có lý này, chẳng hợp lý. Giúp đỡ người nhất định phải bắt đầu từ chỗ gần, rồi tới chỗ xa. Chỗ nào là gần? Người nhà của bạn là gần nhất. Muốn độ chúng sanh, hãy độ người nhà trước. Tại sao độ người nhà không được? Vì chính mình chẳng làm được hoàn hảo, làm chẳng đúng như pháp. Người nhà của bạn chẳng tin tưởng. Nếu bạn làm đúng như pháp, người nhà sanh tâm cung kính. Không phục bạn, chịu học theo bạn, chịu nghe lời của bạn. Thế nên bạn phải làm đúng như pháp. Tự mình phải làm ra một hình dáng tốt đẹp cho người ta thấy. Sau đó làm ra cho thân thích bạn bè và những người quen biết thấy. Dần dần mở rộng phạm vi này. Maya phu nhân dạy chúng ta cách khéo léo để độ chúng sanh. Còn Phật Bồ Tát dạy chúng ta một cách toàn diện. Tất cả đều là thiện tri thức, đều như dạy chúng ta, nên mới làm ra những sự thị hiện này. Họ biểu diễn cho chúng ta coi. Nói thật ra, làm thế nào mới có thể phát triển Phật Pháp, làm cho hết thảy chúng sanh hoan hỷ tiếp nhận? Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện này là kịch bản tốt nhất. Có thể đem nó lên sân khấu, đem nó diễn thành phim truyện, thành phim điện ảnh. Chẳng có ai không thích, không ưa. Thiện xảo phương tiện làm lợi ích cho chúng sanh. Nhưng mà muốn làm việc này, nói thật ra phải nên hướng về phía này mà phát triển. Những người biên kịch, đạo diễn, diễn viên nên đến giảng đường học trước. Chúng ta giảng kinh này rõ ràng từ đầu tới cuối, mọi người đều phát tâm làm Địa Tạng Bồ Tát. Mọi người đều phát tâm tạo dựng sự nghiệp Địa Tạng. Sau đó phim này chắc chắn sẽ diễn thành công. Hiện nay cũng có một số phim điện ảnh, phim kịch về Phật giáo. Tôi xem thử thì thấy cũng không lý tưởng cho lắm. Nguyên nhân là gì? Đạo diễn, diễn viên chẳng hiểu Phật Pháp. Cho nên hiệu quả đương nhiên còn rất kém. Đạo diễn, diễn viên phải thực sự hiểu giáo nghĩa. Thâm giải ý thú thì kịch bản của họ, kỹ thuật diễn kịch mới có thể thể hiện rộng lớn, trí huệ cao độ, mới có thể đạt đến mức thiện xảo phương tiện. Chúng ta có tâm này, nguyện này, nhưng mà duyên chưa đủ.
Ngày nay chẳng có những diễn viên, đạo diễn, điện ảnh, truyền hình cùng chúng ta học Phật, nên hiện nay chúng ta làm chuyện này không được. Nếu có một nhóm người như vậy, nhân viên thành thục rồi, thì chúng sanh có phước báo to lớn. Chúng sanh toàn thế giới sẽ có phước báo to lớn. Toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm cũng có thể đem lên sân khấu. Tuy chúng ta chẳng giảng Kinh Hoa Nghiêm được bao nhiêu, chỉ mới giảng được một chút, các bạn nghe giảng cũng được hưởng đạo vị, đều có thể mang lên sân khấu. Trong đời sống hàng ngày, mọi thứ chúng ta đều có thể làm gương trong sinh hoạt. Thế nên học Phật Bồ Tát tức là học biểu diễn. Chúng ta chẳng diễn trên sân khấu của nghệ sĩ. Hiện nay chúng ta diễn trên sân khấu của xã hội. Phải biết làm thế nào diễn vở kịch này cho hoàn hảo. Làm cho những chúng sanh chưa giải thoát xem đến vở kịch này có thể cảm ngộ, có thể cảm động, có thể giác ngộ, thì có thể đạt đến mục đích hoằng pháp lợi sanh vậy. Chúng ta xem thử Phật lo nghĩ những gì. Ngày nay chúng ta lo nghĩ những gì? Những gì chúng ta lo âu đều sai, đều là giả. Chúng ta lo âu cái thân của mình, tánh mạng tài sản đều là giả chẳng thật. Thân là vô thường, vật ngoài thân càng chẳng thể được. Nhất định phải hiểu đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật. Hết thảy của chư Phật Bồ Tát đều chân thật. Chúng ta phải tin sâu, hết lòng học tập, y giáo phụng hành. Xem tiếp câu phía sau. Nhữ ký tức thị giả nguyện, lũy kiếp trọng thệ, quảng độ tội bối, ngô phục hà lự. Thế Tôn nghe Địa Tạng Bồ Tát báo cáo cũng vô cùng hoan hỷ, nói ông đã tức thị giãn nguyện. Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện độ chúng sanh chẳng phải ở ngày hôm nay, vô lượng kiếp trước Ngài đã phát nguyện này. Nhiều đời kiếp thực tiễn nguyện vọng này của Ngài, giả lại đã phát nhiều lần. Giống như chúng ta mỗi ngày đều niệm tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô lượng thệ nguyện đoạn. Mỗi ngày chúng ta đều niệm tứ hoằng thệ nguyện, chứ chẳng phát tứ hoằng thệ nguyện. Nếu thực sự phát được thì còn phải nói nữa sao? Kết quả thật đã phát nguyện này thì bạn sẽ chẳng là phàm phu nữa. Không thì phàm phu thì là gì? Bạn sẽ là phát tâm trụ Bồ Tát. Chúng ta coi Kinh Hoa Nghiêm nói phát tâm trụ Bồ Tát là địa vị gì? Địa vị sơ trụ trong viên giáo. Bạn đã siêu diệt lục đạo, siêu diệt thập pháp giới. Tứ hoằng thệ nguyện đã phát thực sự bèn siêu diệt. Không những chẳng còn trong lục đạo, bạn cũng chẳng còn trong thập pháp giới. Vừa phát liền siêu diệt. Mỗi ngày đều niệm thì không được. Niệm thì không thể siêu diệt. Phải chân thật phát. Chúng ta quan sát cặn kẽ, tứ hoằng thệ nguyện có phải là Địa Tạng bổn nguyện hay không?
Phải, chẳng sai khác chút nào. Hôm nay, tại cung trời Đao Lợi, Địa Tạng Bồ Tát cũng phát nguyện nữa. Tiếp nhận lời phó chúc của Thế Tôn, giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này. Thế Tôn ở nơi đây nói lời này là tán thán Ngài. Lũy kiếp trùng thệ. Chữ này đọc trọng cũng được, đọc chữ trùng cũng được, đều được hết. Trọng là lời nguyện của Ngài rất nặng. Trùng là Ngài đã phát nguyện nhiều lần rồi. Hai cách đọc chữ này, hai ý nghĩa này đều hợp lý. Phật thấy họ sốt sắng gánh vác thì cũng rất an ủi. Chẳng phải lo âu nữa, chẳng phải bận tâm nữa. Thực ra hoàn toàn là biểu diễn cho chúng ta coi. Chưa gì phải hiểu. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng quá thân làm Địa Tạng Bồ Tát. Tại sao không dùng thân Phật để xuất hiện trong thế gian này, tiếp tục thuyết pháp cho chúng ta? Không thể được. Những chúng sanh này tâm thức chẳng định. Chưa gì phải hiểu, nếu thấy Phật trụ thế lâu dài, chúng sanh sẽ giải đãi, làm biến. Không sao đâu, hôm nay không nghe kinh, ngày mai Ngài cũng sẽ giảng nữa. Năm nay không học, hai năm sau học cũng chẳng trễ, lúc nào Ngài cũng giảng mà. Nếu nói Phật sẽ lập tức diệt độ, thì họ sẽ khẩn trương. Phải học mau lên, không học thì sẽ chẳng còn cơ hội. Họ sẽ khẩn trương lên. Thế nên Phật thị hiện diệt độ, thị hiện trụ tại thế gian đều là thiện xảo phương tiện. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa này. Việc cầu học không phải cũng vậy hay sao? Lúc trước tôi học ở Đài Trung, trong một thời gian ngắn, tôi đạt được lợi ích nhiều hơn phần đông những bạn học khác. Vì nguyên nhân gì? Chúng tôi là người ở phương xa đến, đến Đài Loan làm khách, thời gian rất ngắn, phải học mau mau, học hết lòng. Không thôi thì đến một ngày nào đó sẽ mất cơ hội. Những người cư trú ở thị xã Đài Trung chẳng có quan niệm này. Thầy Lý thường trú ở thị xã Đài Trung, năm nay không thành thì vẫn còn năm tới không thành thì vẫn còn năm tới nữa. Có tâm ấy thì vĩnh viễn sẽ làm biến. Mãi đến lúc Thầy Lý giảng sanh cũng vẫn chưa học thành tựu. Thầy Lý cư trú ở Đại Trung suốt 38 năm. Tâm lý này chẳng giống ai. Chúng tôi đến làm khách, tâm trạng này rất khẩn trương. Phải nắm chắc lấy cơ hội này. Phải biết rằng một khi mất cơ hội thì chẳng dễ gì kiếm lại được. Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian này, dùng thân phận của Phật để xuất hiện cũng là ý nghĩa này. Chẳng thể trụ lâu dài. Thị hiện trụ thế lâu dài thì chúng sanh trở về sau sẽ lười biếng. Lời giáo học của Phật sẽ chẳng linh. Thế nên không thể thị hiện trụ lâu dài được. Xin xem tiếp đoạn kinh văn kế tiếp. Thế Tôn và Địa Tạng Bồ Tát, một bên hỏi, một bên trả lời, kế bên lại thêm một vị Bồ Tát vào. Thuyết thị ngữ thời, hội trung hữu nhất Bồ Tát Ma Ha Tát. Những Bồ Tát này đều là đẳng giác Bồ Tát, đều chẳng phải là Bồ Tát thường. Danh định tự tại dương. Từ danh hiệu này của Ngài, chúng ta liền biết Ngài được đại tự tại trong thiền định. Trong Phật Pháp thường nói, Na già thường tại định, vô hữu bất định thời.
Bạch Phật ngôn: Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát lụy kiếp vĩ lai các phát hạ nguyện, kim mong Thế Tôn ân cần tán thán duyên nguyện, Thế Tôn lược nhi thuyết chi. Trong đại hội Thế Tôn tán thán Địa Tạng Bồ Tát, Định Tự Tại Vương Bồ Tát đâu phải là không biết, đã biết rõ nhưng vẫn hỏi, vì Ngài biết hội kinh này, một khi kết tập kinh tạng, nhất định sẽ truyền lâu xa, những người chẳng tham gia hội này khi nhìn thấy thái độ Đức Phật tán thán Địa Tạng Bồ Tát, chắc không khỏi hoài nghi Bồ Tát rốt cuộc có những chuyện gì, có đức hạnh gì mà được Thế Tôn tán thán như vậy. Nhưng những người không tham gia pháp hội phải đi đâu hỏi? Sau này dù cho có những câu hỏi này, nhưng cũng chẳng có chỗ để hỏi. Định Tự Tại Vương Bồ Tát từ bi, Ngài biết được thay thế chúng ta đặt câu hỏi để Thế Tôn nói rõ cho chúng ta biết, đoạn trừ nghi hoặc của chúng ta. Thế nên cách đặt câu hỏi này trong kinh Phật gọi là câu hỏi đem lại lợi lạc cho hữu tình, đáng để chúng ta học tập. Có khi chúng ta chẳng có nghi hoặc, nhưng nghĩ đến người khác có thể nghi hoặc thì cũng phải đặt câu hỏi. Đặc biệt là ngày nay, chúng ta lợi dụng phương pháp khoa học giảng kinh, diễn giảng, làm cái gì cũng thâu hình, thâu âm, rồi phổ biến lưu thông, cho nên nghe kinh không nhất định phải ở hiện trường, có thể phía ngoài hiện trường người nghe càng nhiều hơn, chẳng thể thống kê. Nếu họ có nghi hoặc thì đi đâu để hỏi? Thế nên đặt những câu hỏi nhằm đem lại lợi ích cho hữu tình, chúng ta nên học theo. Xin xem kinh: Nhĩ thời Thế Tôn cáo Định Tự Tại Vương Bồ Tát: Đế thính, đế thính, thiện tư niệm chi, ngô đương dị nhữ, phân biệt giải thuyết. Bồ Tát đặt câu hỏi, Thế Tôn nhất định sẽ giải đáp. Giả lại Thế Tôn biết câu trả lời này, có thể đem lại lợi ích cho rất nhiều, vô lượng vô biên đại chúng chẳng có mặt lúc ấy. Trước lúc khai thị, những câu này giới khuyến Bồ Tát, nói thật ra chính là giới khuyến đại chúng hiện tiền chúng ta. Phải lắng nghe, lắng nghe, hãy khéo suy xét. Tám chữ này rất quan trọng. Chúng ta nghe có hiểu ý của Phật không? Then chốt là ở tám chữ này. Trong bài khai kinh kệ nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nếu chẳng có tám chữ này thì bạn sẽ rất khó giải nghĩa chân thật của Như Lai. Đế là gì? Đế là chân thành, dùng tâm chân thành để nghe. Chân thành là gì?
rời khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì gọi là đế tính. Nói cách khác, lúc nghe pháp, trong tâm chẳng được phép có vọng tưởng. Được vậy thì gọi là lắng nghe. Thiện tư niệm chi? Thiện tư tức là chỗ ngộ. Sau khi nghe xong sẽ có chỗ ngộ. Nhà Phật chúng ta gọi là khai ngộ. Nghe pháp khai ngộ. Lắng nghe mới có thể khai ngộ. Ngộ xong phải niệm chi? Niệm là hạnh. Niệm tư tại tư. Trong tám chữ này đều bao gồm cả tính nguyện hạnh, đều gói gọn trong đó. Đây là tâm niệm thái độ nhất định phải có khi nghe pháp. Nếu chẳng có tâm này, chẳng có thái độ này, thì giống như câu nghe mà cũng như chưa nghe, nghe mà cũng như chẳng nghe. Nghe pháp như vậy cũng giống như chẳng nghe gì. Vậy thì uổng lắm. Nãi giảng quá khứ, vô lượng A Tăng Kỳ, Na Do Tha Bất Khả Thuyết Kiếp. Đây là nói về chuyện xưa của Địa Tạng Bồ Tát. Giới thiệu vị Bồ Tát này cho chúng ta, cho chúng ta nhận biết, hiểu rõ Địa Tạng Bồ Tát. Sau đó chúng ta mới tin tưởng Ngài, mới chịu học theo Ngài. Phải nói rõ nhân duyên tu học đời quá khứ của Địa Tạng Bồ Tát. Sự tích của Địa Tạng Bồ Tát trong vô lượng kiếp vĩnh viễn nói chẳng hết. Chỉ có thể nêu ra vài chuyện trong sự tích này. Đây là do Thích Ca Mâu Ni Phật nói cho chúng ta. Một chuyện lúc Địa Tạng Bồ Tát vừa phát tâm, thời gian ấy quá lâu rồi. Chúng ta thường nói đây là con số thiên văn. Nghĩ thời hữu Phật, ở thời đại đó, trong những kiếp xa xôi, thời đó có một vị Phật hiệu Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên dân sư Phật Thế Tôn. Mười hiệu này trong nhà Phật là thông hiệu của chư Phật. Mười hiệu này hiển thị trí huệ đức năng trên quả địa Phật. Khi thành Phật, chứng quả thì trí huệ đức năng vô lượng vô biên, và xưng tán tuyên thuyết chẳng hết. Phật đem vô lượng vô biên trí huệ đức năng trên quả địa quy nạp thành 10 loại, rồi dùng 10 đức hiệu này để biểu thị. Mười đức hiệu này chúng ta nói sơ lược qua. Nhất Thiết Trí Thành Tựu là biệt hiệu của Phật.
hết thảy trí huệ thành tựu rồi. Từ Như Lai trở về sau, cả 10 hiệu này là thông hiệu. Mỗi vị Phật đều có 10 danh hiệu này. Đây là việc chư vị đồng tu phải ghi nhớ, phải hiểu, đừng hiểu lầm. Vì có nhiều người nói và hỏi các vị Phật, vị Phật nào lớn nhất, Như Lai Phật lớn nhất? Đây là một quan điểm sai lầm. Coi tiểu thuyết nhiều quá rồi, Tôn Ngộ Không chẳng nhảy ra khỏi bàn tay của Như Lai Phật. Mỗi vị Phật đều xưng là Như Lai, cho nên Như Lai là thông hiệu. Như Lai phải giải thích làm sao? Một cách nói đơn giản nhất, Phật hiện nay giống như cổ Phật tái lai nên gọi là Như Lai. Phật Phật đạo đồng. Khi thành Phật rồi thì cái gì cũng bình đẳng, hoàn toàn tương đồng. Bồ Tát không thể giống Bồ Tát, chẳng hoàn toàn giống nhau. Phật cùng Phật là hoàn toàn giống nhau. Thế nên mới nói Phật ngày nay giống như cổ Phật tái lai. Nhớ nói ý nghĩa đó sâu thêm, trong Kinh Kim Cang có một cách giải thích: Như Lai giả, chư Pháp như nghĩa. Cách giải thích này rất hay. Chư Pháp như nghĩa, chữ như này là gì? Như chính là chân như bản tánh. Tất cả hết thảy chư Pháp và chân như bản tánh đều tương ứng. Đó gọi là Như Lai. Ý nghĩa này nói vô cùng viên mãn. Nếu từ mặt lý mà nói, nói như cổ Phật tái lai là nói từ mặt sự. Còn rất nhiều ý nghĩa khác, chúng ta lược bớt. Ứng cúng, cúng là cúng dường. Trong hết thảy mọi người, Phật là người thiện, chân thật cứu cánh viên mãn. Người có đại trí huệ cứu cánh viên mãn, đức năng to lớn, là gương tốt cho chúng ta, thầy tốt của chúng ta, đáng được chúng ta cúng dường. Chúng ta cúng dường Ngài sẽ có phước báo. Thế nên mới gọi là ứng cúng, đáng được người trời cúng dường. Thông hiệu thứ ba, chánh biến tri. Tri là chẳng có gì không biết. Biến là phổ biến. Chẳng có gì Ngài chẳng biết. Không những biến tri mà còn thật sự biến tri. Những gì Ngài biết chẳng có gì sai lầm. Hết thảy kinh pháp do Phật nói, đâu thể nào có sai lầm. Nếu có sai lầm, đại khái đều vì người sau này dùng ý tứ riêng của mình sửa đổi, nên mới sanh ra sai lầm. Thế nên kinh điển lưu thông đến ngày hôm nay, được phiên dịch trải qua mấy ngàn năm. Thời cổ những bản viết tay khó tránh khỏi có chữ sai, bỏ sót câu văn. Ngày nay chúng ta làm những việc này đều biết là một chuyện rất khó khăn. Dù phát hiện có chữ nào đó trong kinh có thể chẳng đúng lắm, là chữ sai, chỗ nào đó có vấn đề, cũng tuyệt đối không thể sửa đổi. Nếu bạn phát hiện ra, có thể ghi chú ở kế bên, dùng cách ghi chú ở gian bìa, nguyên văn không thể sửa đổi. Đây là vì đạo lý gì? Tôi cảm thấy chỗ này không đúng nên tôi sửa một chút. Bạn cảm thấy chỗ kia không đúng nên sửa một chút. Vậy thì thôi rồi, thêm vài chục năm nữa cuốn kinh này hoàn toàn bị sửa đổi mất hết, chẳng thể đọc tụng được nữa. Thế nên cho dù có sai lầm cũng không thể sửa đổi, thì chỉ có thể chú thích thêm. Những đại đức từ xưa đến nay đã làm được rất hoàn hảo. Họ phát hiện có chữ sai, chữ đó có thể là chữ gì,
hoặc chữ đó đáng lý phải là chữ gì, họ chú thích ở kế bên, chẳng sửa đổi nguyên văn. Giữ bộ mặt sẵn có lúc ban đầu vĩnh viễn được lưu truyền mãi mãi, làm lợi ích cho hàng hậu học. Đây là một cách làm có trách nhiệm đối với lịch sử. Chúng ta phải học theo. Đây là chánh biến tri. Một số tín đồ tôn giáo khen ngợi Thượng Đế là toàn năng toàn tri. Chánh biến tri chính là toàn năng toàn tri. Nói thật ra, Thượng Đế thật chẳng phải toàn năng toàn tri. Phật mới là toàn năng toàn tri. Phật là ai? Phật là chân tâm bản tánh của chúng ta. Chân tâm bản tánh của chúng ta mới thực sự là toàn năng toàn tri. Vì tận hư không trọn khắp pháp giới đều là tâm tánh biến hiện mà ra. Tâm tánh làm gì không biết được, làm gì không nổi. Thế nên đây là một cách nói rất hợp lý. Nếu tâm tánh của chúng ta hoàn toàn thấu lộ ra rồi, hoàn toàn hiển thị ra đối với quá khứ, vị lai của cả vũ trụ, đích thực đều là chánh biến tri. Đây chẳng phải giả. Minh hành túc. Túc là viên mãn. Minh tượng trưng trí huệ. Hành tượng trưng cho tu học. Hai thứ đều viên mãn. Đây là dùng danh từ Phật Pháp để nói tánh tu viên mãn. Minh là bát nhã trí huệ của tự tánh, là đức tánh. Hạnh là tu đức. Lúc còn chưa viên mãn thì gọi là Bồ Tát, đã viên mãn thì gọi là Phật. Cũng có thể xem như giải hạnh viên mãn. Minh là giải, hạnh là tu hành. Giải hạnh viên mãn. Thiện thể trong Đại Thừa Kinh điển thường gọi là vô trụ niết bàn. Vô trụ niết bàn đích thực là thiện thể. Tại sao? Thiện này chẳng trụ sanh tử, chẳng trụ niết bàn, vậy mới gọi là thiện. Phàm phu trụ sanh tử chẳng thiện. Chết rồi lại đầu thai chẳng thiện. Vị thừa trụ niết bàn cũng chẳng thiện. Đọa cái hố vô vi chẳng khởi tác dụng. Phật cùng Đại Bồ Tát là thiện. Sanh tử, niết bàn, hai bên đều chẳng trụ. Như vậy mới thật sự là thiện thể. Chẳng trụ niết bàn nên ngài tùy loại hóa thân, nên dùng thân gì để độ thì ngài hiện thân ấy. Chẳng trụ sanh tử, tuy độ chúng sanh, tuy quá hiện nhiều thân độ hết thảy chúng sanh, mảy trần chẳng nhiễm, trong tâm sạch sẽ. Làm mà không làm, không làm mà làm. Cũng nói, không những chẳng chấp trước trên sự tướng, trong tâm cũng chẳng lưu dấu vết. Đây tức là chẳng trụ sanh tử. Chứ gì phải biết chẳng trụ sanh tử chính là trụ niết bàn,
chẳng trụ Niết Bàn chính là trụ sanh tử. Ngay cả hai bên đều chẳng trụ, hai bên viên dung, chân chánh gọi là Đại Niết Bàn. Đây là Đại Niết Bàn trên quả địa Như Lai. Đại Niết Bàn là cả hai bên sanh tử và Niết Bàn đều chẳng trụ. Thế gian giải, thế gian quy mô nhỏ là lục đạo, mở rộng ra là thập pháp giới, mở rộng thêm nữa thế và suốt thế gian là tận hư không trọn khắp pháp giới. Phật đều biết, chẳng có một việc gì Ngài chẳng hiểu. Thế nên Ngài được xưng là thế gian giải, vô thượng sĩ, sĩ người hiện nay gọi là phần tử trí thức, thời xưa gọi là người đọc sách, đọc sách hiểu lý. Trong số người đọc sách, Ngài cao nhất, trên nhất, chẳng có ai cao hơn, trên Ngài. Ngài nay nói, trong số phần tử trí thức, Ngài đạt đến đỉnh chót vót, chẳng có ai cao hơn Ngài. Điều Ngự Trượng Phu, danh hiệu này được kiến lập từ sự thiện xảo phương tiện trong việc giáo hóa chúng sanh của Ngài. Phật có trí huệ, có năng lực, có sự khéo léo, có thể điều phục tâm chúng sanh. Có thể giúp chúng sanh đoạn ác tu thiện. Đây là giống như giá ngự. Trượng phu, là đại trượng phu, cùng nghĩa với anh hùng, hoàn toàn tương đồng. Những gì người khác làm không nổi, Ngài có thể làm được. Như vậy xưng là đại trượng phu. Ngài là điều ngự trượng phu, có thể điều phục chúng sanh trong chính pháp giới, giúp họ giác ngộ, giúp họ đoạn phiền não, liễu sanh tử, xuất tam giới, thành Phật làm tổ. Phật có năng lực này. Đây là được kiến lập trên đức năng. Thiên nhân sư, sư là sư phạm. Hết thảy chư thiên, lấy một chữ thiên, một chữ nhân, nghĩa là bao gồm hết cả lục đạo. Ngài là mô phạm, biểu xuất cho hết thảy chúng sanh trong lục đạo, hết thảy chúng hữu tình trong thập pháp giới. Phật, chữ này mọi người đều hiểu rõ, đều minh bạch. Chữ này là chữ dịch âm từ Phạm văn Ấn Độ. Ý nghĩa của giác ngộ, hàm ý tự giác, giác tha, tự mình giác ngộ, giúp người khác giác ngộ. Giác hạnh viên mãn. Nếu chỉ cầu tự giác, chẳng giúp người khác, là tiểu thừa, A-la-hán. Tự mình giác ngộ và giúp người khác giác ngộ là Bồ-Tát. Nếu tự giác, giác tha đều viên mãn, thì được gọi là Phật. Đây chính là ý nghĩa của chữ Phật. Làm thế nào mới kể là viên mãn? Bồ-Tát tự giác có thể viên mãn rồi. Giác tha thì vẫn còn rất nhiều chúng sanh chưa được độ, vậy thì làm sao viên mãn? Chứ gì phải biết sự viên mãn này. Bồ Tát giác tha vẫn là giúp cho chính mình giác ngộ. Chúng ta thường thấy thầy giáo dạy học trò, giáo học giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Đến lúc nào mới viên mãn? Trong quá trình giáo học. Tuy thời gian chúng ta tự tu học chẳng dài,
trong vòng mười mấy năm, mấy mươi năm, nhất định có sự thể hội. Chúng ta được một số học sinh, một số đến cực vấn, giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều. Có một số vấn đề trọng đại, người ta không hỏi thì tự mình chẳng bao giờ nghĩ đến. Một khi học vừa hỏi, chúng ta mới nghĩ đến. Coi tự mình có trí huệ hay không, có trí huệ có thể trả lời. Không có trí huệ thì phải mau đi tìm tài liệu, đi thỉnh giáo người khác. Đây là giúp đỡ chính mình. Do đó, giáo học đích thực giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Bồ Tát phải đoạn kiến tư phiền não, trần sa phiền não, phải phá căn bản vô minh. Nếu chẳng nhờ hết thảy chúng sanh giúp đỡ, họ cũng chẳng có biện pháp gì. Do đó, trong quá trình dạy học, hết thảy chúng sanh giúp họ khai mở trí huệ, đoạn phiền não, thì họ mới được chứng vô thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là viên mãn. Họ viên mãn xong thì mới có thể viên mãn độ hết thảy chúng sanh. Chúng sanh được độ phải nhờ duyên phận. Phật chẳng độ người vô duyên. Viên mãn trên sự độ chúng sanh, họ có khả năng độ đẳng giác chúng sanh thì gọi là viên mãn. Họ thành Phật rồi. Bồ Tát chẳng thể gọi là viên mãn. Tại sao? Đẳng giác Bồ Tát có thể độ thập địa trở xuống, chẳng thể độ đẳng giác. Vậy thì độ chúng sanh chẳng viên mãn. Quá thà chẳng viên mãn. Sau khi thành Phật, Ngài có năng lực dạy hết thảy chúng sanh. Như vậy mới gọi là viên mãn. Giác hành viên mãn là có ý nghĩa này. Có khả năng độ đẳng giác chúng sanh thì chẳng có gì không thể độ. Độ chúng sanh viên mãn là như vậy. Thế Tôn đầy đủ 10 đức hiệu kể trên thì được xưng là Thế Tôn. Người trong thế gian, suốt thế gian đều tôn trọng Ngài, tôn kính Ngài. Ngài có trí huệ và đức năng này, nên được xưng là Thế Tôn. Giống như ngày nay, chúng ta xưng người ta một cách khách sáo, vì tôn kính. Tôn nghĩa là tôn kính, thêm chữ Thế Tôn, tức là hết thảy chúng sanh đều tôn kính. Ý này rất sâu, rất rộng. Kỳ Phật thọ mạng lục vạn kiếp. Trong thời đại đó, thọ mạng của Phật dài, thọ mạng của người ta cũng dài. Thọ mạng của Phật thị hiện nhất định giống đại chúng. Như Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước xuất hiện ở thế gian này của chúng ta, lão nhân gia thị hiện 79 tuổi viên tịch. Chúng ta quen nói Phật trụ thế 80 năm. Trên thực tế là 79 tuổi. Nói đến 80 tuổi thì người Trung Quốc gọi là hư tuế. 80 năm, Phật trụ thế 80 năm, giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện, rất giống với thọ mạng của con người ở thế gian này. Do đó có thể biết, nhất thiết trí thành tựu Như Lai, phước báo của chúng sanh thời đó lớn, thọ mạng dài. Từ đây có thể thấy, phước báo của chúng sanh ở địa phương đó, thời đại đó rất lớn. Vì xuất gia thời, di tiểu quốc dương, giữ nhất lân, quốc dương di hữu, đồng hành thập thiện, nhiều ích chúng sanh. Đây là kể chuyện của nhất thiết trí thành tựu Như Lai. Lúc Ngài chưa xuất gia, thời gian này quá lâu xưa rồi.
Ngài đã thành Phật. Thành Phật phần lớn gọi là tu hành. Từ phàm phu tu thành Phật trải qua một thời gian rất dài. Đây là nói về chuyện nhiều kiếp trước, lúc Ngài còn tu nhân. Ngài là vua một nước nhỏ, làm bạn với vua nước lân cận. Hai vị vua nước lân cận này vô cùng hiếm có, đều là vua rất tốt. Đồng hành thập thiện, nhiều ích chúng sanh. Họ dùng phương pháp gì để trị quốc? Dùng thập thiện nghiệp đạo để trị quốc. Đây là việc vô cùng hiếm có. Nhiều ích, ích là lợi ích. Vua luôn hy vọng nhân dân có đời sống tốt đẹp. Nhân dân chân thật được lợi ích, hạnh phúc và mỹ mãn. Nhiêu nghĩa là phong nhiêu. Không những đem lại lợi ích mà còn đạt đến rất phong phú. Bất luận là trên đời sống vật chất, đời sống tinh thần, đều đạt đến mức đầy đủ. Vậy mới gọi là nhiêu ích. Có thể thấy tâm của vua thiện phi thường. Kỳ lân quốc đội, sở hữu nhân dân, đa tạo chúng ác. Lân quốc là những quốc gia cùng tranh giới với họ. Nhân dân những nước đó tạo tác ác nghiệp. Hai nước của họ thì tốt hơn, hai vùng đất đó tốt. Vua dạy dân rất đàng hoàng. Quốc vương đời xưa theo tiêu chuẩn của nhà Nho có ba điều: tác chi quân. Quân là quân chủ, là người lãnh đạo quốc gia. Tác chi thân, người lãnh đạo là cha mẹ của dân chúng. Phải dùng tâm cha mẹ thương yêu con cái để đối đãi với dân chúng trong nước. Thương dân như con, phải bảo hộ họ, dưỡng dục họ. Còn phải tác chi sư, là thầy giáo của nhân dân, gương tốt của nhân dân, khuôn mẫu của nhân dân. Vậy mới là một người lãnh đạo tốt nhất. Làm cho nhân dân toàn quốc thực sự hưởng được phước báo. Hưởng phước của ai? Phước của người lãnh đạo. Họ dạy được tốt. Cũng là nói về sư phạm. Lúc trước chỗ vua ở gọi là kinh sư. Kinh nghĩa là lớn. Sư là sư phạm, thành thị mô phạm. Thành thị cả nước lấy kinh sư làm gương mẫu, mô phạm nên gọi là sư. Danh xưng thật tốt, dụng ý thật hay. Thế nên chúng ta đừng coi thường việc chuyên chế của đế vương đời xưa. Nếu bạn coi thường thì là sai lầm. Ngày nay chúng ta đến hoàng cung ở Bắc Kinh coi thử. Chỗ làm việc trong hoàng cung gọi là đại điện, là nơi vua hội họp, tập hợp làm việc. Nơi đó gọi là gì? Thái Hòa Điện. Phía sau Thái Hòa Điện là Trung Hòa Điện, sau đó là Bảo Hòa Điện. Ba ngôi kiến trúc chính này, Thái Hòa, Trung Hòa, Bảo Hòa, họ dùng tâm gì? Dùng tâm thái gì để đối với nhân dân toàn nước? Dùng hòa,
trên dưới hòa mực, cả nước một luồng hòa khí. Vậy thì quốc gia này đâu có lý nào chẳng hưng dượng được. Nhà Phật chúng ta nói về lục hòa, họ nói về tam hòa. Thánh nhân thế gian và xuất thế gian đều dạy hòa là quý nhất. Chúng ta phải hiểu ý này. Thế nên đây thực sự là Thánh Chủ Hiền Dương. Nếu người nối ngôi, con cháu đời sau đều tuân thủ theo nguyên tắc này, thì triều đại này sẽ vĩnh viễn truyền mãi đến đời sau, đâu thể diệt vong được. Người đời sau không tuân thủ, làm sằng làm bậy, quốc gia này bèn diệt vong, chánh quyền bị lật đổ. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Hai vị vua này tốt nên quốc gia của họ cũng tốt, nhưng những quốc gia lân cận thì không được vậy. Nhân dân tạo ác tạo tội thì đương nhiên phải chịu quả báo. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta tạm ngưng ở đây.